Vẫn liên quan đến tin Việt Nam, ít nhất có hai báo Việt Nam phải gỡ tin Sài Gòn buộc bùi chát tiêu hủy 29 tranh. Ít nhất hai nhà báo là Vietnamnet và Người Lao Động vừa phải gỡ bản tin về chuyện Ủy ban Nhân dân ở Sài Gòn xử phạt ông Bùi Chát số tiền là 25 triệu đồng và buộc phải tiêu hủy 29 bức tranh vì triển lãm không phép. Nhà thơ Bùi Chát tên là Bùi Quang Viễn, 43 tuổi, được giới hoạt động xã hội dân sự biết đến là một trong những người chủ trương nhà xuất bản tự do, giấy vụn, ấn hành tác phẩm không chịu sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, ngoài một số báo phải gỡ tin, các báo khác vẫn đưa tin về vụ buộc tiêu hủy tranh của ông Bùi Chát. Theo báo Venezuela vào ngày 17 tháng 8, lệnh phạt của Ủy ban Nhân dân ở Sài Gòn là lý do là triển lãm Improvisation, ứng biến, vi phạm một nghị định của chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Sự kiện nêu trên diễn ra từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7, trưng bày loạt tác phẩm theo phong cách trừu tượng của ông Bùi Chát. Hoạt động này được Venezuela ghi nhận thu hút hàng trăm khán giả và giới mỹ thuật. Đáng lưu ý, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch thành phố ký lệnh buộc tiêu hủy tranh, dù kết luận thanh tra của Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng tranh con Bùi Chát không có nội dung nhạy cảm. Trước một số ý kiến cho rằng nhà chức trách xử lý cứng nhắc không nên buộc tiêu hủy tác phẩm của nghệ sĩ, ông Phạm Văn Dũng, Chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao ở Sài Gòn nhận định quy định buộc tiêu hủy tranh với sự kiện triển lãm không phép là chưa phù hợp bối cảnh sáng tạo mỹ thuật hiện nay. Ông Bùi Chát giải thích rằng tác phẩm của ông có ngôn ngữ hội họa chủ đạo là trừu tượng, trữ tình. Ông Chát cũng nói thêm, tôi chấp hành việc bị xử phạt hành chính vì không xin cấp phép trưng bày tranh, nhưng tôi sẽ khiếu nại việc bị buộc tiêu hủy tranh. Tác phẩm giống như những đứa con tinh thần của tôi. Tranh của tôi không vi phạm thuần phong mỹ tục hay là đạo đức. Chưa rõ liệu việc khiếu nại của ông Bùi Chát có kết quả hay không, trong bối cảnh hầu hết những người bị cơ quan nhà nước xử phạt chỉ được chấp hành lệnh phạt. Ông Đoàn Bảo Châu, nhà báo tự do đã bình luận trên trang cá nhân, thật đáng sợ. Họ, tức là Ủy ban Nhân dân ở Sài Gòn, không hề có một khái niệm cơ bản nào về luật pháp. Không xin phép triển lãm là ra lệnh tiêu hủy, mặc dù những bức tranh ấy không phải là văn hóa phẩm đồ trụy. Tác giả chưa hề bị kết tội vì tạo ra văn hóa phẩm đồ trụy. Họ thay thế tòa án, thay thế cơ quan điều tra, tự cho mình quyền hủy hoại tài sản riêng của một nghệ sĩ, tức là tự thi hành án,